Chào các bạn. Chào mọi người một chút lạ lẫm cho nó đỡ nhàm chán. Mình một mình ở nhà mình sửa chữa như là bị tự kỷ ấy. Mọi người tất cả mọi người nhận định mình là người ít nói. Thế mà cuối cùng là từ hồi làm YouTube hay là mình lại mọi người lại nhận xét là mình nói nhiều. Nhưng thực sự ấy, cái nói nhiều mình của mình ở đây ấy, là mình cố gắng làm sao để truyền đạt cho mọi người được hiểu được cái ý mình đang nói nhá. Thì buổi sáng sớm nay thì mình ở nhà mình sửa những thiết bị điện tử, thì vừa rồi mình có xử lý lại được cái loa bát của một cái TV LG, tức là họ mua một TV to, họ được kèm theo cả cái bộ loa bị chuột nó cắn ấy. Nên là mình có đăng thử lên TikTok, mình có để một cộng đồng ấy, bạn nào muốn xem cái kết của cái loa đấy thì có thể tham khảo nhá. Nó bị lỗi như thế này này, là nó bị chuột nó vào, nó cắn cái cáp kết nối lên cái bo Bluetooth hay bo kết nối Wi-Fi ấy. Cái gì đấy, không phải bo Wi-Fi mà wireless. Nên là mình có chế cái cáp, thì cái lúc đầu tiên mình chế thì là đây là hai cáp gọi là song cáp chân song song, chân đều nhau. Nhưng cuối cùng sau nó về không được ấy, hóa ra nó ngược nhau. Tức là mặt này hở thì mặt bên này sẽ là như này. Thế là cuối cùng lại phải chế lại, cạo đứt cắt đứt cái này đi này, phải cạo để chế bên này. Thì nó bắt đầu nó mới nhận được các bạn ạ. Thì tiếp theo mình đang sửa một cái đồ này của một cái anh bảo nó mua cái khoan hơn triệu mình cầm. Như là cái đồ nhựa hàng mã ấy, các bạn ạ. Không biết là thấy bảo cắm không có điện. Cái đồ cổ là đồ bé này thì phải thay cái bóng đèn bé. Cái bóng đèn 60W này thôi. Thế bảo là đang sạc thì mất điện, mất nguồn. Chắc là bên trong một cái bo mạch cực kỳ bận lắm cho mà xem. Bây giờ giá rẻ thế đấy, nó không vào gì nữa nhá. Và mình nói luôn cho mọi người ấy, là mình ở nhà mình sửa chữa và mình trông người thân của mình, cụ thể là cha mẹ luôn. À, cái này thì mình sửa mình chả biết mình lấy bao tiền. Nhưng mà người ta mình đã sửa rất nhiều thiết bị cho người ta rồi. Sau đó cái gì hỏng người ta cũng đem đến cho mình. Các bạn ạ, động cơ bơm nước hỏng người ta cũng đem đến. Nhưng mà động cơ bơm nước hỏng thì mình nói luôn ra cái anh thợ điện cơ, cái anh mà chuyên đăng đồ cho mình ấy. Các bạn ạ, cái này như là đang chạy máy phát hay sao mà nó mới lổ được con tụ này nhá, mọi người nhá. À, chúng ta sẽ để ý này, cái này nó còn không có cả thông số, không có cái tem anh sản xuất anh ấy tiết kiệm. Nhưng mình đoán là nó sẽ sạc một cái quả pin 12V cho cái máy khoan pin này. Cái khoan nó, cái pin nó to lắm, nó cài vào đây được này. Với giá mà thấy bảo là mua hơn 1 triệu, mua được cũng được một thời gian rồi. Và cái dây này như là dây sắt nhá, cái dây nguồn này này, mình khẳng định đây là cái dây sắt, mình thấy nó dỉ đây này, dây sắt cho nó rẻ đấy các bạn ạ. Thì đây một bộ nguồn sung thôi. Ở đây để mình tháo hẳn ra nhá, mình tháo hẳn ra rồi mình sẽ nói tiếp cho mọi người. Đó, zoom gần cho mọi người nhìn rõ nhá. Nguồn 220 vào được qua cái cầu chỉnh lưu này tạo thành nguồn DC mọi người nhá. DC đầu tiên sẽ được lọc trên con tụ đang bị lỗ. 400V 6,8mi, chúng ta thay 10mi, thay 15mi thì càng tốt. Còn nó thay 4,7 thì hơi kém. Thì tất nhiên là một dây AC nó sẽ được đi qua cái anh cầu chì này. Để có sự cố nó ra cháy này thì mình khẳng định là cầu chì này sẽ cháy, bị lỗ như này mà. To tóm lại là 220 chỉnh như thành 300V. Sau đó đi vào một cái bộ nguồn sung, nó sử dụng con IC này. IC kèm mạch dao động bên trong luôn, để tạo dòng chảy biến thiên trên cái quận làm việc, mình gọi là quận làm việc chính. Thì cái quận đấy là từ năng lượng 300V nó tạo thành những cái xung điện, tạo thành dòng điện biến thiên với cái tần số mà do con IC này nó tạo ra này. Thì nó tạo ra từ trường trên lõi ferrit của cái biến áp này. Thì nó sẽ có một cái quận này nữa này, nó tạo thành nguồn phản hồi về cho nó. Và cũng là đường FB luôn các bạn nhá, đường FB nó lấy luôn, chúng ta sẽ đánh ngang thẳng luôn này, không có gì cả. Thì cái quận này cũng quấn trong cái lõi ferrit mà có từ trường, thì nó sẽ sinh ra xuất điện động, sinh ra điện áp cảm ứng. Thì cái điện áp cảm ứng này được chỉnh lưu qua anh diode này, lọc với con tụ này sẽ ra cọc dương, đi sang qua pin đi sang cực âm các bạn nhá, đi qua điện trở R10 ohm đến vì âm mát của nó. Thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có dòng chảy qua pin, là pin sẽ sạc này ấy. Và ở đây nó con anh LM339, à quên, con LM358, để mình nhìn thấy đúng rồi, nó là có chữ 358 này. Con IC này thì nó có hai cổng khích đoại, nó sẽ lấy mẫu được cái điện áp rơi trên này này, trên con này này, để nó đưa ra trạng thái là sáng là đỏ là đang sạc hay là xanh là đầy. Chiếc con này chúng ta cứ cắm lâu cả đêm ấy, thì pin nó vẫn bị phồng nhá, nó không ngắt được pin nhá. Chúng ta sẽ thấy xung dương này, chỉnh lưu này, đi từ dương pin về âm pin này, và đi qua con điện trở 10 ohm là về âm luôn. Như vậy nha, cái khối này chỉ qua này chỉ là tạo cái hiển thị cho chúng ta biết đây, là đèn xanh là pin đầy, còn đèn đỏ là đang sạc đấy các bạn ạ. Còn đâu chúng ta đã sạc nó đã đầy rồi, chúng ta ghim đấy thì nó cứ xả mãi các bạn nhé. Thì cái mạch FB này thì nó sẽ duy trì, ví dụ như con này nó ra là 10
Lắp ách pin là 12V ấy, thì có thể nó sẽ ra khoảng 14V chẳng hạn các bạn nhé. Nhưng nó là cái cell pin 3 cái này thì mình cũng chả biết được. 4,2 nhân với 3 lên đấy các bạn ạ, thì nó sẽ đầy. Đó, và cái mạch này do hàng lô, hàng chợ trên thị trường bán rất là rẻ, nên anh sản xuất, anh cái bọn nó buôn bán các thứ hoặc sản xuất ấy, nó chi phí làm sao nó rẻ, nó thấp nhất có thể. Do đó mà lọc xung nhiễu đầu vào nó vứt hết, bởi vì sạc pin thì nó chẳng cần các bạn nhé. Lọc xung nhiễu ấy, bỏ hết, loại xịn thì sẽ có đấy. Rồi tiếp nữa này, tụ chống dập xung nhiễu chống sét cũng bỏ luôn đấy các bạn, không có, nó thiết kế có nhưng không có các bạn nhé. Còn con tụ này với này điện trở này với diode này là tụ dập xung ngược của cái quần làm việc chính, tức là quần làm việc chính cho dòng chảy qua và con IC này ngắt ấy, thì bắt đầu là cái quần đấy nó sinh ra điện áp ngược thì cái cụm này nó sẽ xả đi, nhưng không phải lúc nào nó cũng xả mà khi nào nó phải xung, phải đạt cái ngưỡng chảy qua được mới được các bạn nhé. Mạch nguồn xung rất cơ bản. Thôi đi vào sửa. Nói thêm một chút về người thân của mình, bà mình ấy, mẹ mình ấy. Bây giờ toàn còn bà thay con thôi. Bà có một cái tivi mấy đời tivi rồi. Hiện tại đang sử dụng cái tivi Panasonic 32 inch, mà ngày xưa mình đổi. Ngày xưa mình đổi tivi CRT các 3 triệu lấy nó mà cũng lâu bền ghê, bao năm không hỏng. Bà có tivi bà xem, và có một cái đài bà nghe, và có một cái điện thoại để gọi người thân các bạn ạ. Và bây giờ thì mình phải lắp cả camera để theo dõi, theo dõi xem bà có vấn đề gì không đấy. Mình cứ làm là mình cứ đang nhìn cái phòng của bà đấy. Cầu chì cháy nhá mọi người nhá. Đấy, bây giờ chỉ con cầu chì này xem mấy A nè. Cầu chì có 1A thôi, lối cái sợi dây đồng bé cho nó tiết kiệm. Cái sợi dây đồng mà mình đã từng test cho rồi là cái sợi dây đồng bé bé này này, của lắp của cuốn mô bin xe máy ấy. Ông bạn mình cho một tụm ấy. Mình đã test được con này là nó sẽ cháy ở tầm khoảng 0,8A. Rồi mình gấp đôi đi, cho lại thành 1,6A đi, cũng chẳng vấn đề gì, khi chập nó sẽ cháy nhá. Nhưng mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo là con này khả năng sửa ok này. Là mình vừa tháo tụ ra nhá, với dương bên ngoài nhá, thì mình đo giữa âm giữa dương và âm này không chập, như vậy là DS của con IC này không chập các bạn nhé. Nên có khả năng là sẽ cứu được nó đơn giản. Ô, nó đi về đến đây. Còn ở đâu đây là tụ dập xung thôi. Thì dương, đây là dương này. À, nó đi vòng cái mạch in trong này. Nó đi dưới đây, xong rồi đi ra đây. Đây chính là quần làm việc chính nhá mọi người nhá. Nó lại tận đây cơ. Dương này 300V này, đi vòng tới đây này. Đi từ quận, đi từ đầu dây này đi sang dây này, đi tới chân D này. Và con IC này sẽ đóng ngắt về mát này. Mọi người nhá. Đó, đúng luôn. Đây là chở mồi 305-30. Các bạn, để chở mồi tủ lọc nguồn VC cho con IC này. Con IC này mình cũng chả còn quan tâm tên đâu, nó là lỗ thì bỏ thôi, không kiếm được thay đâu các bạn nhá. Đó, thay hai con, kiếm hai con để thay. Cầu chì, lối dây đồng, nhưng mà dây đồng của mình nó khác, là mình biết được nó ăn dòng, nó tiêu thụ dòng bao nhiêu. Chứ dây đồng to bự ở đây thì nó lỗ cả mạch, đứt cả dây cũng không đứt được cầu chì. Cái đầu mỏ hàn này chắc phải bỏ rồi. Đây có sẵn vài cái đầu để tí nữa phải thay. Tụ mình, mọi người xem kênh của mình biết ấy, mình có mua được cái lô tụ 400V 8,2mm tụ mua theo cân. Nó dùng nhiều lắm, mãi chả hết. Mình thực ra là hết là mình lại mua các bạn ạ. Đó, đã xong, thay hai con nhá. Và tất nhiên là đang cắm phải có một con bóng đèn. Đồng hồ đâu nhỉ? Để mình đo thử cho mọi người xem có nguồn ra như thế nào nhá. Cắm vào xem có điện không. Đấy, mọi người đang, đồng hồ mình đang để thang đo. Rồi zoom xuống cho mọi người nhìn vậy. Đây, ghim điện nhá. Xem có sáng bóng không. Ôi dồi ôi, thế như vậy là chết IC rồi. Đấy, không có IC là nó lỗ bục rồi nhá. Ờ, nó lại chạy được. Như vậy là nó lỗ này, nó chết cả cầu diode. Mình quên không kiểm tra cầu diode rồi. Con cầu diode đang bị chập rồi các bạn nhá. Đấy, may mắn qua cái đồng hồ, qua cái bóng đèn thì nó không nổ nhá. Chúng ta sẽ thấy phát huy tác dụng nhá. Đây, mình sẽ tháo diode ra để mình kiểm tra này.
Đấy mình quên đấy, nó lổ như thế này. Thôi để mình thay cái đầu đồng hồ. Mà thôi nó đứt thì cũng thôi luôn. Cái này nó có cái gì đâu. Ôi giời ơi, chặt kinh. Khi nó chập thì nó cháy cả, nó hỏng cả cái cầu diode rồi các bạn ạ. Đây là mình đo luôn cho mọi người để mình thay. Mình sẽ kiếm con khác mình thay. Từ xoay chiều này về dương này, ok này, từ xoay chiều tiếp về dương ok này. Và ngược lại là không được phép thông nhá. Ngược lại này. Đó, đã thông. Đó, thông chết một con này rồi. Chết một con này thì kia rồi định chết một con về nữa. Hai con về đấy, và ngược lại này. Đó. Như vậy là cái bóng sáng rung rung đấy là bị chập một nửa bán kỳ nhá. Để chờ mình tìm con diode. Đây, vừa tháo con diode. Cầu diode, đây là cái cầu trong này có 4 con diode nhá. Ở trong là cái đầu DVT2. Đây là cái đầu DVT2 nó lỗ IC này, không có IC thay nên mình cắt bỏ hết để mình độ cái nguồn cái bộ nguồn xung 5V 2A trên thị trường ấy, mua rất là rẻ đấy. Nhiều khi sửa đầu cái là số không có IC phải thế đấy các bạn nhá. Nên vấn đề nhiều người cứ bảo hỏng con IC này không biết tìm ở đâu. Lém nó luôn, thay thế một bộ nguồn khác bởi vì bây giờ nguồn xung rất là rẻ. Và cái chi phí sửa cái nguồn này cái bo mạch của cái sạc này chắc là cái vỏ tiếc thì đắt thì chứ. Cái bo mạch này chắc là rẻ bèo các bạn ạ. Nhưng mà nó công nghệ hàn SMD này. Nó còn cũng dán keo ở dưới này, tháo rất khó. Nó có keo xanh đấy các bạn thấy cái keo nhá. Cái keo này này. Do đó là mình cậy không được cậy ở đâu. Rồi hàn con này vào thôi, nó sẽ có hai chân xoay chiều. Hai chân xoay chiều và một chân nó ghi chữ âm dương các bạn nhá. Chúng ta nhìn đúng nhá, là hàn là ok thôi. Vừa thay cái đầu mỏ hàn, cái đầu kia nó đứt rồi. Con này thì công suất của nó chỉ chắc 15W đổ lại cùng ấy, nhưng những con cầu diode này nó ok hết, nó bé này nó ok hết mọi người nhé. Nó cũng nhìn con này đó rồi. Đó, đã thay cầu nhá. Thế nó có sáng nữa không? Đó, đẹp chưa các bạn nhé. Xanh là đang chế độ không sạc mà. Đo cho qua cho mọi người một chút về cái mức nguồn của nó. Chắc là khi ghim khi ấy là nó sẽ màu ấy đấy các bạn ạ. Để khó nhìn lắm. 220 vào sẽ chỉnh lưu thành 300V này này. Với âm và dương. Đấy, 300V nhá. 302 đấy. Nguồn VC của IC này đây. Mình đo ngang ngược có 9V thôi. Nhưng khi có tải, khi đang sạc ấy, nó sẽ vọt lên 12, 13V đấy nhá mọi người nhá. Từ chiều nó mạnh hơn mà. Còn đèn áp ra đây. Ô, con này ra tận 21V kinh chưa. Như vậy là nó sạc pin như thế. Hoặc là khi sạc nó có tụt xuống không. Như vậy là con này chắc là sạc cái loại sao pin nhiều hơn rồi các bạn nhá. Cái này mình không phải sai đâu, nó do thiết kế như thế nha mọi người nhá. Ra tận 21V luôn, mình cũng không rõ là ra chắc là nó không phải 3 quả rồi mà có ghi nó là 6 quả nối tiếp nhau ấy các bạn ạ. À, mình cũng không rõ lắm, hay là 21V này khả năng nó sạc là cái pin ấy là 18V nhá mọi người nhá. Thế mà nó bé tẹo ấy, ghê thật đấy. Khách bảo mua hơn triệu mà mọi người. Thôi mình đã sửa ok rồi, mình sẽ đóng nắp lại thôi. Rất là đơn giản. Không biết là do đầu tiên là do chắc là do đèn áp vọt cao quá cao nên nổ tụ, cháy cầu trì, chập cầu diode. Còn may mắn là đo qua thì DS của IC không chết nhá. Nhưng mình cũng đính chính cho mọi người nhá, mình đính chính nhá chứ không phải phát nào cũng ngon như này đâu nhá. Nhiều trường hợp chúng ta đo DS không chập, chúng ta thay như mình vừa thay nhưng mà chúng ta cắm nó không có nguồn ra không chạy là anh IC này anh chết cái khối dao động bên trong, anh không chập DS hoặc DS của anh đã bị chết đứt mọi người nhá. Nên là chúng ta đo không thấy chập. Chết đứt là như chúng ta đo giữa đây và mát thì không thông, nhưng chúng ta đo giữa mát và D và chân D của nó, đo ngược lại nó có điếu nội mà thì là nó cũng không thông, thì tức là nó chết đứt. Còn đâu đo nó vẫn thông thì là DS nó ok, nhưng mà nó chết khối dao động thì nó cũng thế nhá mọi người nhá. Chứ không phải là chúng ta thấy là thay như mình là được đâu. Nên mình hay nói cho mọi người hỏng hóc nó không phải là cái nào nó cũng giống nhau. Quan trọng là chúng ta những cái mạch đơn giản này thôi, nhưng chúng ta sẽ hiểu được bản chất và chúng ta làm nó có vài linh kiện này, chúng ta làm rất là dễ luôn mọi người nhá. Thôi, chào tất cả mọi người.